Thưa quý vị, bên cạnh việc xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng trên toàn địa bàn thành phố, công tác kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy luôn được Công an thành phố Đà Nẵng chú trọng. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 22 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, ngày 4 tháng 10 năm 2001, ngày 4 tháng 10 năm 2023 và 62 năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ngày 4 tháng 10 năm 1961, ngày 4 tháng 10 năm 2023. Đây là buổi kiểm tra thực trạng công tác phòng cháy chữa cháy tại chung cư Plaza Tower, số 38 đường Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định trong đầu tư xây dựng, việc cơi nới, mở rộng quy mô hoạt động, việc chấp hành các quy định đối với ngành nghề đăng ký kinh doanh, hoạt động đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy. Kiểm tra hệ thống điện được trang bị và công suất sử dụng của các thiết bị tiêu thụ điện có thể dẫn đến quá tải, chạm chập. Kiểm tra bãi đỗ xe ở tầng hầm, tầng trệt, quản lý việc sạc điện, các xe máy điện, có các giải pháp đảm bảo an toàn và công tác tuyên truyền pháp luật về phòng cháy chữa cháy cho cư dân tại đây. Từ khi mà xảy ra cái vụ cháy lớn ở Hà Nội thì cái công tác phòng cháy chữa cháy cũng đã được quán triệt rất là nhiều, từ bên phòng cháy chữa cháy rồi ngay những cái ở chung cư này cũng họp rồi đưa ra những cái hướng dẫn rồi là kiểm tra hết tất cả các cái hệ thống phòng chống cháy chữa cháy, thì bản thân tôi thấy thì là cũng rất là yên tâm bởi vì là các cái hệ thống ở đây nó cũng hoạt động rất là tốt. Những năm qua, cùng với chính quyền địa phương và lực lượng 114 trong toàn thành phố, Công an thành phố đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ doanh nghiệp và nhân dân trong phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đối với chúng tôi thì hầu như là ngày nào cũng là ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, vì luôn luôn phải nêu cao cái tinh thần là phòng cháy chữa cháy trên đầu, là luôn luôn nhắc nhở cư dân sống trong tòa nhà là phải phòng ngừa về phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi là tuyên truyền cho cư dân là tuyên truyền hàng tuần, hàng quý. Rồi hàng quý là sẽ có diễn tập cùng với cư dân, còn hàng tuần là mình sẽ có những cái thông báo mình dán lên trong máy, đó là về bên công an phòng cháy cháy sẽ có phổ biến là những cái điều luật hướng dẫn thoát nạn thoát hiểm để mình dán lên trong cái thông máy cho cư dân là đi lên đi xuống là người ta sẽ đọc, người ta hiểu và nâng cao hơn về cái phòng cháy cháy. Bên cạnh việc thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy và sẵn sàng công tác chữa cháy, lực lượng chuyên trách về phòng cháy chữa cháy còn tham mưu xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng. Theo đó, mỗi tổ liên gia có từ 5 cho đến 15 hộ gia đình liền kề nhau. Mô hình hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, tự quản, nhằm tập hợp các hộ kinh doanh, hộ gia đình, huy động sức dân cùng phối hợp, hỗ trợ trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự. Cùng với các cái mô hình khác, thì tổ liên gia về phòng cháy cháy là một mô hình mà đã mang lại cái hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt trong thời gian qua thì tổ liên gia này đã phát huy được cái tác dụng. Nhiều vụ cháy xảy ra từ người dân và các cái nhà lân cận đã có cái trang bị phương tiện và làm tốt cái công tác chữa cháy ban đầu. Đó là thời gian vàng, thời điểm vàng để mà dập tắt từ ban đầu, không để xảy cháy lan, cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Trải qua 62 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Đà Nẵng đã tận dụng được sức mạnh đồng thuận trong dân, xây dựng thành công nhiều phong trào phòng cháy chữa cháy, góp phần bảo vệ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội thành phố, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.